Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với siêu thị ô tô Anh Lý ạ. Nhà em một địa chỉ chuyên kinh doanh mua bán trao đổi tất cả loại ô tô đã qua sử dụng và tọa lạc tại vị trí mặt đường quốc lộ 2, địa phận qua Sóc Đăng, Đoan Hùng, Phú Thọ. Nhà em một cơ sở kinh doanh uy tín và chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh ô tô đã qua sử dụng. Đặc biệt thời điểm hiện tại trong chương trình giảm giá cực sâu ưu đãi cho tháng Ngâu 2024 thì nhà em đang về rất nhiều mẫu xe mới mọi người nhé. Từ 4, 5, 7 chỗ các dòng xe bán tải này nhà em đang về rất nhiều. Cùng với đó là chính sách hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe, giảm giá trực tiếp vào các mẫu xe đang có tại cửa hàng. Với mục đích là gì ạ? Là rất là hoan hỉ để được quý vị chị các bạn quan tâm và ưu tiên đến siêu thị ô tô Anh Lý, lựa chọn cho mình những cái mẫu xe cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng có tại cửa hàng của em nhé. Đây mọi người thì cùng nhìn trên màn nhỏ này, rất nhiều mẫu xe như em đang về mới rồi. Và hy vọng là qua video ngắn này thì em sẽ quay và giới thiệu cho mọi người những cái mẫu xe đẹp cũng như là mẫu xe lướt mới nhất có tại cửa hàng của em ngày hôm nay. Ok, và ở phần đầu của video em sẽ quay và giới thiệu cho mọi người mẫu Accent nhé. Con này của em là Accent siêu lướt luôn, đời 2022. Bản ATH là con này của em là bản cao cấp nhất này, 6 túi khí mọi người nhá, và biển 19 luôn. Trên phiên bản Accent cao cấp của 2022 này chúng ta có đầy đủ đèn LED này, đèn bi gầm này, phanh đĩa ABS cho cả 4 bánh luôn. Màu đỏ nữa, màu đỏ là rất là may mắn và đẹp mọi người nhá. Đây ạ, Accent 2022 bản ATH, bản cao cấp nhất. Ở trên chiếc xe này thì chúng ta đã có là cửa sổ trời rồi mọi người ơi. Có cửa sổ trời này, chúng ta có cả ga tự động cruise control trên xe nữa. Và đặc biệt là màn hình cảm ứng cỡ lớn bác chủ đã lên thêm trong xe chúng ta rồi. Điều hòa hai dàn lạnh cực kỳ mát sâu này, màn hình hiển thị LCD thông tin phía dưới. Và con này của em Odo đây nhá, mới lăn bánh có 3,8 vạn thôi. Xe đang đi rất là ít rồi. Và đời thì đời cao nữa, 2022. Xe cực kỳ đẹp, em vẫn cam kết keo chỉ máy số zin cho mọi người, không tai nạn, không lội nước. Đấy, và vẫn hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe. Đóng mở cửa bằng nút bấm mọi người nhá. Đây cái chi tiết rất hay trên cái phiên bản ATH này. Lốp đây, lốp theo xe cả dàn luôn mọi người ơi. 3,8 vạn thì chưa thể đi hết một dàn lốp được. Đây nó rất là đẹp mọi người ơi. Đây là một con xe lướt rất đẹp tại cửa hàng của em. Và chiếc xe Accent phiên bản số tự động bản ATH này biển gốc 19, hồ sơ em rút trong ngày. Hiện tại chiếc xe nhà em đang có mức giá chỉ là 485 triệu đồng thôi mọi người nhá. Đấy, và mức giá này là nhà em đã áp dụng chương trình hỗ trợ giảm giá ưu đãi tháng Ngâu rồi. Đấy, giảm sâu các mẫu xe, và đây mẫu xe em đã mức giá là 485 triệu đồng thôi. Vẫn cam kết đầy đủ cho mọi người và sẽ khuyến mại thêm là dầu máy cốc lọc một lần nữa cho mọi người nhá. Tiếp tục ở bên này thì em đang có một chiếc xe em nghĩ sẽ rất phù hợp với bác nào mà cần một con xe số tự động cỡ nhỏ đây, đi gia đình hoặc đi trong thành phố thì mẫu này em thấy rất là phù hợp này. Đây em đang có đây là mẫu Kia Morning phiên bản số tự động mọi người nhá. Con này của em đang số tự động bản đủ thôi, sản xuất năm 2019, biển gốc 19 luôn, số tự động động cơ 1.25. đấy, một con hatchback cỡ nhỏ để đi gia đình, động cơ rất là tiết kiệm nhiên liệu. Morning này các bác nhá, số tự động. Các bạn cùng mình theo dõi này, gương kính chỉnh điện cụp điện rồi. Đấy, tiếp tục này, ghế là ghế da. Đấy, số tự động các bạn nhá, bên trong bác chủ đã lên mà Android cam hành trình đầy đủ hết rồi. Đấy, xe rất là nhỏ gọn tiết kiệm, bác nào mà cần một con xe gia đình, con này rất là phù hợp này. 5 chỗ Kia Morning, số tự động 2019, chiếc xe này hiện tại nhà em đang có mức giá chỉ là 285 triệu đồng mọi người nhá, xin nhắc lại. 285 triệu đồng cho mẫu Kia Morning phiên bản số tự động. Tiếp tục này, ở bên này em đang có đây là mẫu Honda Civic phiên bản 1.8 số sàn, sản xuất năm 2009 mọi người, con này của em là 2009 nhá. Động cơ 1.8 số sàn, hiện tại em đang có mức giá của chiếc xe này chỉ là 210 triệu thôi ạ. 210 triệu biển 19 nhá, hồ sơ em rút trong ngày. Ở bên này thì em có đây là Civic, con này của em là số tự động các bác ơi. Số tự động, sản xuất năm 2008, biển gốc 19 nữa luôn. Ngoại thất màu đen, nội thất màu đen. Hai chiếc Civic nha, chiếc vừa nãy em quay là số sàn, chiếc này của em là số tự động cơ. Đây để qua bên này em mở cho các bác xem. Sản xuất năm 2008, động cơ 2.0, con này của em phiên bản 2.0 nhé. Ở trên phiên bản này của chúng ta thì đã có cả cửa sổ trời rồi các bác ạ. Đấy, có cửa sổ trời này, có màn hình cảm ứng Android cỡ lớn trong xe, số tự động các bác nhé. Và động cơ của Civic cũng như khung gầm cái dòng này thì em đánh giá rất là cao luôn, đi đầm chắc ổn định, các bác đi lên cao tốc yên tâm. Con này vẫn cam kết là không tai nạn, không ngập nước này. Đấy,
nội thất rất là đẹp đây. 2008, hiện tại chiếc xe nhà em đang có mức giá là 225 triệu đồng các bác nhá. Đấy, chênh nhau 10 triệu thôi, 15 triệu thôi là các bác đã có hoặc là số sàn 2009 hoặc là số tự động 2008 rồi. Đây đều là hai mẫu xe mà em đánh giá rất cao về khả năng vận hành, bền bỉ của động cơ cũng như là cái độ đầm chắc của khung gầm Civic các bác nhá. Thì nó các bác đi Civic nha, với so sánh các bác đi Morning cực kỳ khác luôn. Đấy, nên các bác là lưu ý cho em. Đấy. Chiếc xe nào nó cũng có cái giá trị riêng của nó cả và phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của mọi người thôi. Nên quý anh chị bạn nào yêu thích mẫu xe nào thì có thể inbox riêng cho em được. Tiếp tục qua bên này, thì em đang có đây là mẫu Chevrolet Avell phiên bản 1.5 số sàn sản xuất năm 2018. Đây là một con xe đời cao nhé. Biển tỉnh hồ sơ em đã rút cầm tay rồi. Và với chiếc Avell số sàn này thì một cái rất là hay là em vẫn có thể hỗ trợ trả góp được. Tức là gì ạ? Nếu như quý vị chị các bạn chỉ cần cầm đâu đó khoảng hơn 100 triệu thôi đến cửa hàng em nhá, thì đã có thể là lăn bánh em này về, có thể cầm em nó về nhà rồi. Phần còn lại thì chúng ta có thể là vay, được hỗ trợ vay được. Đấy. Đây là một chiếc xe mà có thể nói là đời cao mà giá cực kỳ hấp dẫn ạ. Chỉ có là 225 triệu đồng thôi mà lại vẫn được hỗ trợ trả góp lên đến 50% giá trị xe nữa. Đấy, các bác nào đang yêu thích mẫu Avell này nhá, đấy, tầm tiền khoảng loanh quanh hơn 2 đồng một chút, đấy thì dòng này đi cũng rất là hay thôi. 1.5 thì nó đi tương tự như vai ớt các bác ạ. Đấy, và ngoại thất màu bạc, nội thất màu kem. Biển tỉnh hồ sơ rút cầm tay rồi. Bác nào quan tâm mẫu này thì inbox riêng cho em cũng được. Tiếp tục qua bên này, thì em đang có đây là mẫu Mazda 3 phiên bản là sedan số tự động sản xuất năm 2018. Mazda 3 2018 đấy các bác nhá, thì nó đã có cửa sổ trời và phanh tay điện tử hết rồi và nó vẫn chưa chia làm các bản đâu. Thế nên là các bác đi con này thì cũng gần như là kịch nóc kịch trần của cái dòng Mazda 3 rồi, 2018 rồi. Ngoại thất là màu xanh cyan rất là đẹp luôn. Biển tỉnh hồ sơ đã rút cầm tay này, đèn bi led này, đèn gầm, tất cả các trang bị đầy đủ hết. Cửa sổ trời, phanh tay điện tử, rất là nhiều trang bị cao cấp trên chiếc xe này các bác nhá. Đây các bác cùng theo dõi này. Cửa sổ trời này, phanh tay điện tử này rất là đầy đủ luôn. Ga tự động cruise control, màn hình hiển thị thông tin này và cam hành trình cam lùi đầy đủ. Túi khí, con này của em vẫn có đủ là 6 túi khí nhá. Không, điểm buồn một chút là con này của em chưa có ghế điện thôi. Phải đến tầm cuối 2019 thì cái dòng Mazda 3 mới có ghế điện cơ. Đấy là thông tin thêm cho các bác. Ngoại thất màu xanh, nội thất màu đen, một con sedan cỡ C để đến từ nhà Mazda. Và hiện tại chiếc xe này nhà em đang có mức giá chỉ 465 triệu đồng thôi. 465 triệu các bác nhá, và vẫn cam kết đầy đủ cho mọi người. Vẫn hỗ trợ thay dầu máy cốc lọc khi quý vị chị các bạn đến và mua xe trực tiếp tại cửa hàng của em. Em xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng nhà em ạ, mặt đường quốc lộ 2, địa phận có khu 8 Sóc Đăng, Đoàn Đồng Phú Thọ. Còn đây, cơ sở nhà em đây, các bác có thể check Google Maps nhá, rất là dễ tìm thôi. Rất là nhiều mẫu xe đẹp đang chờ đợi mọi người tại cửa hàng của em ạ. Tiếp tục ạ, tiếp tục qua bên này này, em còn rất là nhiều mẫu xe số tự động giá rẻ nữa. Ví dụ như ở đây em có thêm một chiếc Mazda 3 nữa, con này của em là phiên bản 1.5 số tự động nhé. Sản xuất năm 2009 cơ, nhập khẩu nguyên chiếc, được cái con này của em nó là hàng nhập khẩu các bác ạ. Biển tỉnh hồ sơ đã rút cầm tay rồi, ngoại thất màu đen, nội thất màu đen. Đấy, và các bác đang cần một con xe số tự động nhé. Đi gọi là đi chiêu chiêu, đi chơi, không cần quá quan trọng về đời xe thì đây là một sự lựa chọn rất là phù hợp các bác luôn. Chỉ với 225 triệu đồng thôi, xin nhắc lại, 225 triệu đồng các bác có một con Mazda 3 số tự động để đi rồi. Động cơ 1.5 tiết kiệm nhiên liệu, vừa đi đấy, vừa gọi là ngắm cảnh. Với cửa sổ trời các bác nhá, con này của em đời 2009 thôi nhưng vẫn có cửa sổ trời này. Đấy. Xe rất là đẹp và khung gầm cũng như động cơ của Mazda 3 thì em đánh giá rất cao rồi. Cũng rất là nhiều phiên line em đã giới thiệu chiếc xe này. Thì quý vị chị các bạn có thể tham khảo thêm cho em. Xin nhắc lại nhé, Mazda 3 2009 nhập khẩu nguyên chiếc. Con này nhà em hiện tại đang có mức giá chỉ là 225 triệu đồng thôi. Một con xe số tự động giá cực rẻ. Qua bên này thêm một mẫu xe số tự động nữa, con này của em là Hyundai Accent các bạn nhé. Con này của em là sản xuất năm 2019. Đấy. Động cơ là 1.4 số tự động, một con sedan cỡ B đến từ nhà Accent. Con này của em nó là số tự động bản đủ đấy các bác nhá. Nó chưa có cửa sổ trời đâu. Thế nhưng mà bù lại thì các bác nào có nhu cầu sử dụng cơ bản, chỉ cần là một con xe số tự động đi che nắng che mưa đời cao đời 2019 chẳng hạn, thì đây cũng là một sự lựa chọn rất hay cho mọi người. Ngoại thất màu vàng cát, nội thất màu đen. Đây các chi tiết khác trên xe thì các bác cùng em theo dõi nhá. Đèn gầm này, đèn bi led này, đây, tất cả các chi tiết trên là bác chủ đã lên đầy đủ chúng ta hết cả rồi. Trên phiên bản này thì chúng ta rất hay, chúng ta có phanh đĩa cho cả bốn bánh. Lốp này, bác chủ chúng ta lên chúng ta một dàn lốp Michelin luôn các bác nhá. Lốp này là dòng lốp tốt nhất trong số các dòng lốp mà đang có tại thị trường Việt Nam rồi.
xe rất là đẹp, bác chủ thì cũng rất là giữ gìn. Con này keo chỉ máy số zin nhé, em cam kết đầy đủ cho mọi người luôn. Đấy, Odo đây các bác ạ, Odo là 8 vặn này. Đấy, bên trong màn hình Android cam hành trình đã có đầy đủ rồi. Đấy, một con số tự động, xe rất là đẹp, đều xe. Và hiện tại chiếc xe này nhà em đang có mức giá chỉ là 385 triệu đồng thôi. Bác nào mà đang tầm tài chính nhá, khoảng là gần 4 đồng, 385 triệu đi, tham khảo cho em chiếc xe này. Và em vẫn cam kết đầy đủ này, hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe cho chiếc xe này các bác nhá. Đấy, đang yêu thích thì book máy, nhấc ngay cho số điện thoại hotline của em đi. Em để ở phần màn hình luôn, 0965648889 ạ. Ok, tiếp tục nào. Ở đây em đang có một mẫu i10, một con xe đến từ nhà, cũng là nhà Hyundai luôn. Đời cũng là đời 2019 ạ, nhưng con này của em nó là bản số sàn động cơ 1.2, bản sedan bản đủ. Đây các bác cùng em theo dõi các chi tiết này. Ví dụ chúng ta phía trước chúng ta có đèn, bác chủ đã lên chúng ta đèn bi nhá. Con này của em là đèn projector luôn này. Con này cực khả năng chiếu sáng cực kỳ tốt này. Các bác đi ban đêm sẽ là trải nghiệm cảm giác chiếu sáng của nó. Chúng ta tiếp tục ạ. Chúng ta có phanh đĩa cho bánh trước, phanh tang trống cho bánh sau này. Sơn xi rất là đều xe, rất là bóng đẹp. Em vẫn cam kết nhá, keo chỉ máy số zin. Đấy, và vẫn hỗ trợ trả góp được 50% giá trị xe các bác nữa. Màn hình cảm ứng cam hành trình đầy đủ, số sàn đây các bác nhìn vô lăng củ số này. Các bác nhìn ngay vô lăng củ số, các bác đánh giá được chất lượng mới và cái độ đều xe cho em nhá. Táp ly táp lô này không khoan đục. Cam kết luôn là không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Đấy. Các bác đi những dòng cỡ A hoặc là Vios thì rất là sợ đi phải taxi, taxi dịch vụ, nhưng em đây cam kết không taxi, không dịch vụ các bác luôn. Có cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau này. Đi gia đình con này rất là phù hợp. Hoặc là bác nào mua về vừa chạy kết hợp gia đình vừa đi dịch vụ cũng rất là ok luôn. Và chiếc xe này thì nhà em đang có mức giá chỉ là 285 triệu đồng thôi, em xin nhắc lại nhé, 285 triệu đồng thôi. Đấy, các bác có một con i10 số sàn đời 2019 rồi. Và đặc biệt là cái i10 đời 2019 phiên bản số sàn này em có tận hai màu nhé. Một chiếc màu trắng ở đây và một chiếc màu bạc ở đằng này. Cùng giá luôn các bác nhé, đồng giá luôn, vẫn là 285 triệu đồng. Đấy, và tiện em sẽ quay luôn chiếc xe này các bác luôn. Đây các bác nhá, tương tự các bác nhá, đời tương tự, option tương tự. Đấy, và chỉ nó khác là khác màu thôi. Con này của em là màu bạc, biển là biển gốc 28 này, hồ sơ em rút trong ngày. Em đang tiến hành là tháo biển để chuẩn bị tháo biển để đi rút hồ sơ, các bác yên tâm nhé. Tất cả những chiếc xe bán ra tại cửa hàng của em thì pháp lý hồ sơ bên em đều là chuẩn chỉ hết. Và cam kết là đều bao rút hồ sơ cho mọi người, nên mọi người yên tâm khi mua xe tại những siêu thị, đặc biệt là siêu thị uy tín và chất lượng như là siêu thị ô tô Anh Lý của em đây. Ok ạ. Xin nhắc lại các bác nhé, option tương tự, mọ ngoại thất màu bạc thôi. Và con này nhà em đang có mức giá chỉ là 285 triệu đồng. Tiếp tục nào, bên này em có Ford Laser. Con này của em phiên bản 1.6, sản xuất năm 2005. Con này của em là khách đến đổi xe các bác nhé. Đấy là bác nào mà thích sưu tập xe cổ hoặc là cần một con đi tránh mưa, tránh nắng chẳng hạn. Hơn 100 triệu thôi, các bác có Ford Laser rồi, đời 2005. Chưa đến 100 triệu này, chưa đến 100 triệu thì em đây có đây là Kia Spectra đời 2003, và con này của em một chủ từ đầu các bác nhá. Biển vẫn là biển 4 số đây. Đấy, biển 20k, biển 4 số đây. Đấy, nhà em hiện tại bây giờ đang cho có mức giá con này, mức giá giảm rất sâu luôn, chỉ còn là 95 triệu đồng thôi. Đấy, bác nào mà đang yêu thích dòng Spectra nhá. Đấy, động cơ 1.6 số sàn. Con này của em là máy nổ quái kêu, bốn bánh quay đều luôn. Đấy. Các bác thì để xe đi cũng được, ở hồ sơ rút thì bên em vẫn cam kết rút được cho các bác bình thường. Hơn 100 triệu tiếp đấy, có đây là Chevrolet Lacetti phiên bản là 1.6 số sàn đời 2013. Ngoại thất màu bạc, ghế da hai màu. Biển tỉnh, hồ sơ nó rút cầm tay các bác nhá. Con này thì hồ sơ đã rút rồi. Hơn 100 triệu thôi các bác ạ. Số sàn động cơ 1.6 đi rất là khỏe rồi. Đấy, khung gầm của cái dòng Lacetti này thì em đánh giá cũng rất là ổn nữa. Đấy, so với tầm giá thì các bác đi con này rất là phù hợp nhá. Nội thất thì ốp rất nhiều chi tiết ốp gỗ này. Và ghế da đây các bác cùng em nhìn, ghế da vẫn còn rất là mới, rất là đẹp luôn. 2013, khoảng hơn chục năm rồi. Và hiện tại chiếc xe này nhà em đang có mức giá chỉ là 160 triệu đồng thôi các bạn. 160 triệu các bác nhá, là các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc Lacetti rồi, một chiếc số sàn xe sedan đời 2013. Morning, chiếc này em đã nhận cọc này. Và bên này thì em có một chiếc 7 chỗ. Đấy, đang điểm ở đây một chiếc 7 chỗ nhà em. Con này của em là Mitsubishi Pajero Sport phiên bản máy xăng các bác nhá. Em giới thiệu luôn con này của em máy xăng, động cơ 3.0 sản xuất 2014, một cầu, một chủ từ đầu luôn. Và biển gốc Hà Nội, hồ sơ em sẽ rút trong khoảng một tuần.
biển 30, một chủ từ đầu các bác nhá. Xin nhắc lại, ngoại thất màu vàng cát, nội thất ghế màu da bò, 7 chỗ số tự động. Hiện tại chiếc xe nhà em đang có mức giá chỉ là 380 triệu đồng thôi các bác nhá. Đã giảm giá rồi, 380 triệu đồng cho một con SUV gầm cao 7 chỗ và đi Pajero này. Thật sự các bác luôn là bác nào đã trải nghiệm riêng các dòng Pajero rồi thì có thể để lại bình luận luôn cho em phía dưới cũng được. Thật sự đây là một mẫu xe em đánh giá là cực kỳ hay trong cái tầm tiền cũng như cái trải nghiệm mà nó mang lại. Khung bệ đầm chắc này và động cơ đi rất là êm nữa. Gần như em có rất là nhiều người thân mà bị say xe nhưng đi cái dòng Pajero cũng yên tâm luôn. Đấy, vì cái độ ổn định của xe rất là tốt. Đấy, cái này của em là cảm nhận cá nhân thôi. Còn tất nhiên là mỗi một chiếc xe sẽ phù hợp với lại một cái nhu cầu sử dụng riêng của mỗi người. Và hy vọng là qua cái video ngắn này các bác sẽ lựa chọn cho mình một mẫu xe nghĩ nhá. Tiếp tục ạ, tiếp tục ở đây em đang có một mẫu xe màu đỏ vô cùng may mắn đây. Con này của em là Kia Soluto, một chiếc sedan cỡ B đến từ nhà Kia. Động cơ 1.4 số sàn màu đỏ này biển tỉnh. Em cũng đã rút hồ sơ cầm tay rồi các bác nhá. Ở trên cái Soluto này thì em thấy rất hay chi tiết là một con cỡ B chúng ta có phanh đĩa cho cả 4 bánh. Đây các bác nhá, phanh đĩa cho cả 4 bánh luôn. Đời 2020 xe rất là đẹp, vẫn cam kết các bác là gì? Keo chỉ máy số là nguyên zin. Đấy, không tai nạn, không ngập nước, máy nguyên bản nhà sản xuất. Không taxi, không dịch vụ luôn các bác ơi. Số sàn này, và trên phiên bản số sàn này thôi thì chúng ta cũng được trang bị đầy đủ vô lăng tích hợp nút bấm này. Đấy, vô lăng rất là đẹp đấy các bác nhá. Vô lăng củ số cực kỳ đẹp luôn. À, con này của em mới lăn bánh có 7 vạn thôi, 2020. Mỗi năm đi chưa được khoảng tầm 1,5 vạn, đi rất là ít. Màn hình cảm ứng, cam lùi, tất cả đầy đủ. Và đây chúng ta có cả cái phần cửa gió điều hòa dạng tua bin nữa, rất là hay. Đây chi tiết rất là hay, gương kính chỉnh điện, cụp điện đầy đủ. Một sedan cỡ B rộng rãi và tất nhiên rồi, khi mà các bác mà đi gia đình thì đây là một chiếc xe em thấy rất là hay luôn. Soluto 2020. Giá chiếc xe này em đang có mức giá chỉ là 315 triệu đồng thôi các bác nhá. Xin nhắc lại là 315 triệu đồng thôi. Các bác có một con Soluto cỡ B để đi rồi. Bên này thì em có đây là Kia Cerato các bác nhá, Cerato luôn. Đời 2018 phiên bản là 1.6 số tự động. Xin nhắc lại, bản đi lắc các bác nhá. Con này của em là bản đi lắc 1.6 số tự động biển tỉnh, em đã rút cầm tay rồi. Trên xe thì trang bị rất là nhiều option. Thật ra các xe của dòng Kia thì để giới thiệu về option của nó có lẽ hơi thừa, bởi vì tất cả chiếc xe Kia, tất cả các dòng đời thì đều cung cấp rất là nhiều option trên chiếc xe của nó. Xe cực kỳ đẹp luôn. Con này của em thì có cả camera 360 độ nữa các bác này. Đấy, có camera 360 độ kênh xe. Phanh đi ABS 4 bánh, số tự động, động cơ 1.6 bản đủ. Ô đô đây các bác nhá, mới lăn bánh có 7 vạn thôi. 2018 mà lăn bánh 7 vạn thì quá là ít rồi. Bên trong các bác nhỉ, màn hình cỡ lớn trong xe luôn. Xe rất là đẹp và đều xe. Đấy, điều hòa hai dàn lạnh độc lập. Táp lô táp ly này. Cửa gió điều hòa dạng tua bin phản lực. Đây chi tiết thiết kế rất đẹp nha, trên nhà Kia nhá. Đây các bác nhìn em chi tiết này, táp lô táp ly này. Ốp rất nhiều chi tiết đẹp luôn. Ở chiếc xe này vẫn cam kết đầy đủ là gì? Keo chỉ máy số là nguyên zin. Đấy, không đâm va, không ngập nước vào máy, nguyên bản nhà sản xuất. Hiện tại chiếc Cerato 2018 phiên bản deluxe số tự động này em đang có mức giá chỉ là 450 triệu đồng thôi. Xin nhắc lại các bác nhá, 450 triệu thôi để các bác có một con Cerato số tự động này đi rồi. Đời cũng cao nữa và vẫn hỗ trợ trả góp được 50% giá trị xe. Qua bên này thì em có đây là Cerato, cũng tương tự là đời 2018 bác nhá, nhưng con này của em nó là phiên bản 1.6 số sàn. Xin nhắc lại, con này của em là bản 1.6 số sàn đời 2018. Ngoại thất màu đỏ, nội thất ghế da màu kem biển tỉnh, hồ sơ em cũng đã rút cầm tay rồi. Xe cũng rất là đẹp luôn, cam kết luôn là không tai nạn, không ngập nước này, và xe không taxi, không dịch vụ. Đây các bác cùng em theo dõi nhá. Đây, ô đô đây các bác này, khoảng hơn 10 vạn rồi. Vô lăng củ số rất là đều và đẹp. Và trên phiên bản số sàn này thôi, chúng ta vẫn có ga tự động cruise control. Đấy, một chi tiết rất là hay. Cerato số sàn 2018. Hiện tại chiếc xe này nhà em đang có mức giá chỉ là bao nhiêu? 375 triệu đồng các bác nhé. 375 triệu đồng thôi. Một con số em đánh giá là rất là đẹp của cái dòng Cerato này rồi. Bác nào thích Cerato số sàn thì có thể liên hệ với em ngay cũng được. Có bên này em có đây là Honda Jazz. Đấy, một con xe cỡ B của nhà Honda. Và các bác hình dung là nó tương tự như Honda City các bác nhé. Nó dùng chung động cơ, dùng chung hộp số với Honda City luôn. Chỉ có điều Honda City nó là sedan, còn Honda Jazz này nó là bản hatchback các bạn. Đấy. Thật ra thì về cái thông số cơ bản thì nó như Honda City nhá. Động cơ 1.5, sử dụng hộp số CVT. Và con này của em nó là bản RS nhập khẩu nguyên chiếc nữa. Đấy.
Ngoại thất màu đỏ, nội thất bên trong màu đen, xe rất là đều và đẹp luôn. Thật sự là nếu các bác mà đã trải nghiệm các dòng xe của Honda rồi sẽ biết về cái độ lành bền của động cơ này, cũng như là khả năng vận hành là vô cùng êm ái, tiết kiệm. Xe Honda các bác nha, thì nếu mà cùng chung phân khúc cỡ B em thấy nó tiết kiệm nhất so với các xe khác luôn. Đấy, xe rất đẹp, có cả ga tự động cruise control này. Đấy, rất nhiều chi tiết đẹp cho con này luôn. Có chế độ là eco tiết kiệm nhiên liệu nữa. Đấy, một con hatchback cỡ B đến từ nhà Honda. Đây các bác nhá, tiêu thụ chỉ 5,6 lít trên 100 cây thôi, quá là tiết kiệm rồi so với một con xe động cơ 1.5, đúng không ạ? Và hiện tại chiếc xe này nhà em đang có mức giá chỉ là 385 triệu đồng thôi các bác nhá. 385 triệu đồng thôi. Tức là gì? Hoặc là 375 triệu các bác lấy Cerato 2018, hoặc là các bác thêm cho em 10 triệu lấy Honda Jazz 2018 luôn. Đấy, đều là màu đỏ cả. Đấy, quan trọng các bác thích dòng nào, thích cái không gian nào thôi. Tiếp tục ạ, bên này thì em đang có hai chiếc Accent luôn, hai chiếc đều là phiên bản số sàn các bác nhá. Chiếc màu đỏ của em đây là đời 2019 và chiếc màu trắng là đời 2020. Cả hai chiếc xe em đều cam kết là xe đẹp, không taxi, không dịch vụ. Đó, và keo chỉ máy số zin luôn cho các bác. Cả hai chiếc xe này thì em cũng đều có thể hỗ trợ trả góp được lên đến 70% giá trị xe nữa. Đó, rất là hay nhá. Đây, bác nào đang thích Accent nào, màu đỏ, màu trắng, số sàn, số tự động thì em có hết đây. Đây các bác cùng theo dõi. Nội thất màu kem rất là đẹp này. Xe màn hình nguyên bản theo xe, số sàn động cơ 1.6 Accent đời cao thì các bác biết rồi, nó lúc nào cũng là top doanh số, đúng không ạ? Nó với lại vai ướt lúc nào cũng là so kè top doanh số của cái dòng xe cỡ B rồi. Nên là bác nào đang yêu thích Accent nha thì lựa chọn tham khảo cho em một trong hai mẫu này. Chiếc màu đỏ đời 2019 thì em đang có mức giá là 345 triệu đồng, hoặc là các bác thêm cho em 7 triệu nữa, 352 triệu đồng, các bác sẽ được lên Accent đời 2020, ngoại thất màu trắng, nội thất màu kem. Ok, đây cả hai chiếc xe rất là đẹp nhá. Đấy. Tiếp tục ạ, tiếp tục sang một số dòng SUV gầm cao 5 đến 7 chỗ cửa hàng em nào. Thời điểm này thì em đang về rất là nhiều mẫu rồi. Ford EcoSport 2015, chiếc xe này thì em cũng đã nhận cọc các bác nhá. Đấy, rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Nên các bác gần như là các bác ưng mẫu nào là phải nhấc máy gọi ngay đấy. Vì cửa hàng cũng như cái lượng khách nhà em, kể cả tháng 7 ngâu thôi nhưng mà áp dụng chương trình khuyến mãi thì rất là nhiều khách hàng đến và đặt cọc xe rồi. Đặt cọc xe và sang tháng bắt đầu mới lấy xe và đi đăng ký. Này rất là bình thường các bác nhá. Nên các bác mà đang quan tâm yêu thích xe thì cứ liên hệ luôn với em đi, nhấc máy ngay các bác ạ. Xe thì cũ, đặc biệt là xe cũ thì nó như là cái duyên thôi. Đấy, bác nào mà có duyên với chiếc xe nào thì có thể lựa chọn chiếc xe đấy đi cho mình và đi cho gia đình. Tiếp tục ở đây này, trên kênh thì em đã quay riêng một lần rồi. Con này của em là BMW X6 đời 2008, nhập khẩu Mỹ nguyên chiếc, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2011 các bác ạ. Đấy, một con phải gọi là xe sang luôn đi. Xe cực kỳ đẹp, biển gốc 19 các bác nhá. Ngoại thất màu xanh Kawasaki. Đấy, các bác nào có thể là vào kênh siêu thị ô tô anh Lý của em nhá, YouTube siêu thị ô tô anh Lý, và tìm kiếm cái video về BMW X6 này. Em có một video riêng rồi. Xe rất là đẹp luôn, cốp điện đầy đủ này, túi khí an toàn, cần số điện tử, cửa sổ trời. Và đặc biệt là con này của em là sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đấy, một chiếc xe sang đẳng cấp thực sự. Và hiện tại bây giờ chiếc xe này đang có mức giá là thật sự rất là bình dân luôn các bác ạ. Chỉ là 450 triệu đồng thôi. 450 triệu các bác có một mẫu xe bình dân để đi rồi. Đấy, một, em thấy là một chiếc xe rất là hay. Tiếp tục ạ, bên này là em có ông vua SUV một thời đây. Con này của em là Toyota Fortuner phiên bản 2.7V, máy xăng, sản xuất năm 2013, dẫn động hai cầu các bác nhá. Con này của em là hai cầu luôn, máy xăng đi cực kỳ khỏe, cực kỳ êm này. Đấy, bác nào đang cần một con 7 chỗ gầm cao mà lại cần hai cầu nữa thì con này rất là phù hợp các bác nhá. Đi đồi, đi núi, đi leo các địa hình là thoải mái vô tư luôn. Chở 7 chỗ đi full tải các bác đi êm như là lướt luôn, khẳng định các bác như thế. Ghế điện chúng ta đã có rồi này, cần số này, số tự động đây, vô lăng 4 chấu xe rất là đẹp. Đây các bác cùng em nhìn nhé, những cái độ trên chi tiết trên vô lăng này. Những chi tiết này mà dùng nhiều nó sẽ bị mờ đi. Đây con này của em là nguyên bản hết nhé. Táp lý, táp lô đây rất là đẹp, bác chủ đi rất là giữ xe luôn. 2013 Fortuner, hiện tại chiếc xe này nhà em đang có mức giá là 415 triệu đồng này. Bác nào thích Fortuner nhá thì liên hệ ngay với em đi ạ. Bên này thì em đang có, đây là Ford Everest. Con này của em là phiên bản máy dầu số sàn nhé, một cầu đời 2014, động cơ 2.5 máy dầu. Đây, biển 89 này, hồ sơ em rút trong ngày luôn, các bác yên tâm là như thế. 7 chỗ gầm cao máy dầu. Và hiện tại chiếc xe em đang có mức giá chỉ là 465 triệu thôi. Bác nào thích Everest nhé, thích đời này, thích tầm xe này, để tham khảo cho em mức giá.
Con này đi địa hình này, đi trèo đèo lội suối rất là vô tư luôn, xe đẹp khỏe. Bên này tiếp tục ạ, bên này em có đây là Honda CR-V các bác ơi. Phiên bản là 2.4 số tự động, sản xuất năm 2010. Đấy, một con SUV 35 chỗ. Con này của em thì đã có cả camera 360 độ quanh xe rồi các bác nhá. Xe đẹp, em vẫn cam kết là không tai nạn, không ngập nước. Đấy, xe cực kỳ đẹp luôn. Con này thì bác nào thiếu tài chính một chút thì em vẫn hỗ trợ vay trả góp được nhá. Và nhà em đang có mức giá chiếc xe này chỉ là 350 triệu đồng thôi. Vẫn hỗ trợ thay dầu máy cốc lọc miễn phí cho mọi người. Tiếp tục bên này, em đang có đây là một con xe rất là hay luôn của nhà Toyota. Con này của em là Toyota Rush phiên bản 1.5 số tự động. Đấy, và con này của em một chi tiết hay nữa là con này của em là dẫn động cầu sau các bác nhá. Đấy, các bác mà so sánh con cùng đời như Xpander hoặc là những con như kiểu là Etiga thì nó chỉ là cầu trước thôi. Nhưng mà Rush của em nó là số tự động và là dẫn động cầu sau. Đấy, một chi tiết rất hay các bác. 7 chỗ ngoại thất màu đen này, nội thất ghế da màu nâu, xe rất là đẹp đây, đều xe các bác nhá. Cam kết đầy đủ các bác luôn. Số tự động này, màn hình cảm ứng, thông tin đầy đủ trong xe. Đấy, tablo tắp lì chi tiết rất là đẹp, bác chủ đi cũng rất là giữ gìn, tương đối là giữ gìn xe đấy. Đời 2018 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, 7 chỗ các bác nha, số tự động. Con nào đang thích dòng xe này có thể liên hệ với em. Mức giá hiện tại nhà em chiếc xe này chỉ là 465 triệu thôi các bác ạ. Rush 2018. Tiếp tục ạ, qua bên này nè, qua bên này rất là nhiều mẫu xe gầm cao đang có tại nhà em đây, 7 chỗ và bán tải. Vivan 2009 số sàn 145 triệu đồng. Karen 2012 con này của em bản EX nhá, có cửa sổ trời, có ghế điện. Hiện tại đang có mức giá là 255 triệu. Karen con này của em đời cao hơn đời 2015 nhưng nó bản thường thôi. Vẫn là 7 chỗ số sàn động cơ 2.0 biển gốc 30 này. Hiện tại con này nhà em đang có mức giá là 245 triệu đồng. Tucson số tự động 2009, con này của em form cũ rồi, biển gốc 19 luôn các bác này. Ngoại thất màu bạc, nội thất ghế da màu ghi xám, số tự động động cơ 2.0, nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc. Con này của em cửa sổ trời đầy đủ hết rồi các bác nhá. Màn hình cảm ứng, thông tin trong xe đầy đủ hết. Hiện tại chiếc xe nhà em đang có mức giá là 220 triệu đồng. Đấy, đang giảm giá nhá, 220 triệu thôi, các bác nhắc xe về được rồi. Một số mẫu bán tải đang có tại nhà em ạ, thì hiện tại thì đây là nhà em đang quay ở cơ sở 1, có địa chỉ tại là Đoan Hùng, Phú Thọ thôi. Nhà em còn hai cơ sở nữa tại thành phố Lào Cai và thành phố Hà Giang. Và đặc biệt trên đấy nhà em đang có rất nhiều mẫu bán tải chất lượng nhé. Các bác đang muốn tham khảo dòng bán tải thì ngoài tham khảo trên video này, các bác nên liên hệ trực tiếp với em để em thể tư vấn các bác nhiều mẫu bán tải hơn như nhà em đang có. Về bán tải nhà em rất là tự tin luôn, rất là nhiều mẫu xe đẹp đang có tại cửa hàng. Và tình trạng xe như thế nào nhà em chia sẻ rất là thẳng thắn các bác nhé, các bác yên tâm như thế. Ở đây em đang có mẫu bán tải Mazda BT50 phiên bản số tự động động cơ 2.2 sản xuất năm 2018 và nhập khẩu nguyên chiếc. Tất cả bán tải thì đa số đều nhập khẩu các bác nhé. 2018, con này của em nó là bản luxury các bác ạ. Lưu ý Mazda BT50 này của em số tự động mà luxury luôn. Tại vì sao? Tại vì là nó có cảm biến quanh xe, cả cảm biến phía trước, cả cảm biến phía sau. Và trên xe có cả ga tự động cruise control nữa, cũng được thêm túi khí rồi. Thế nên là con này của em nó là bản luxury các bác nhé. Một con bán tải số tự động phục vụ gia đình, phục vụ đi công việc cũng rất là thoải mái luôn. Hiện tại chiếc xe này nhà em đang có mức giá là 450 triệu đồng. Lên đời cao một chút ạ, và con này của em thì có cả nắp thùng rồi các bác nhé. Ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen. Con này của em nó là Mazda BT50 phiên bản 2.2 số sàn, nhưng con này của em là hai cầu. Đấy, đời 2020, biển tỉnh, hồ sơ em đã rút cầm tay rồi. Con này thì em vẫn hỗ trợ bay 50% nhá. Và nhà em đang có mức giá là 465 triệu. Vẫn là BT50, vẫn là phiên bản số sàn 2.2, vẫn là hai cầu. Nhưng con này của em là ngoại thất màu bạc. Đấy, đời 2016, đời thấp hơn con bên này. Con bên này của em đời 2020 nhá, thì con này của em đời 2016 thôi. Và hiện tại chiếc xe đời 2016 này nhà em đang có mức giá chỉ là 365 triệu đồng. Đấy, mức giá rất là rẻ rồi, đúng không ạ? Con này của em là Wildtrak 215 động cơ 3.2. Đấy, số tự động hai cầu. Đấy, con này con xe gọi là các bác dành cho dân chơi thôi. Bác nào đam mê dòng này thì vẫn có thể tham khảo cho em nhá. 515 triệu đồng. Và cuối cùng bên này em đang có đây chiếc Forenser phiên bản XLS số sàn một cầu sản xuất năm 2015. Đấy, lưu ý các bác nhá, biển 19 luôn, hồ sơ em rút trong ngày. Ngoại thất màu xanh, xe rất là đẹp và đều xe luôn. Đã có nắp thùng phía sau rồi.
Đấy. Bác nào đang thích bán tải nha, và đặc biệt là cái dòng Forenzer thì tham khảo cho em mức giá con này đi. Đời 2015 thì em đang có mức giá chỉ là 335 triệu đồng thôi ạ. Xe rất là đẹp, cam kết đầy đủ cho mọi người. Ok, và vừa rồi em đã quay và giới thiệu cho mọi người tất cả các mẫu xe đang có tại cơ sở 1 của em, có địa chỉ tại là Sóc Đăng, Đoàn Hùng, Phú Thọ. Các bác có thể là check trên map nhé, hoặc các phương tiện truyền thông để đến địa chỉ nhà em cũng như là số điện thoại nhà em, luôn trực hotline 24/24 giờ để tư vấn cũng như là giới thiệu cho mọi người những mẫu xe ô tô đã qua sử dụng phù hợp nhất. Và đừng quên để lại bình luận phía dưới video này, like xe cũng như đăng ký kênh để ủng hộ em ra thêm nhiều video chất lượng mới hơn ạ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người tại siêu thị ô tô Anh Lý.